có rất là nhiều thiết bị y tế thì làm cho cả nhà mình rất là khó để lựa chọn cho gia đình ha. Thì hôm nay Hoàng Sơn có một cái video ngắn để cho cả nhà mình có một cái nhìn tổng quan để lựa chọn cái dòng máy phù hợp cho gia đình. Thì hiện tại cả nhà mình rất là nhiều người sử dụng cái máy đo huyết áp, do ngày xưa là mình hay đến bệnh viện để đo khám. Thì sau cái mùa Covid thì mình tự khám ở nhà, tự đo ở nhà để mình theo dõi và uống thuốc, chứ cũng hạn chế đến đám đông. Và cũng theo cái thứ tự ưu tiên từ phải và trái cả nhà ha. Thì Hoàng Sơn sẽ có một cái video ngắn cho cả nhà mình hình dung. Đó là máy đo huyết áp. Thì cái máy đo huyết áp nó tầm khoảng từ 1 triệu cho đến 3 triệu. Đó, gia đình hay xài cỡ 1,5 triệu là rất là tốt rồi. Và đương nhiên có những dòng máy rẻ tiền hơn nữa. Thì Hoàng Sơn có từng cái video cho cả nhà mình tham khảo. Thì cái máy đo huyết áp này mình mua một lần, bảo hành tầm 5 năm mà mình xài cho cả gia đình cả nhà ha. Đo chỉ tốn pin thôi chứ không tốn gì khác á. Nên là cả nhà mình nên mua một cái. Tại ngày xưa khi mà ông bà mình lớn tuổi mới cần xài. Còn hiện giờ thì cái mức độ bệnh huyết áp đã trẻ quá rồi, tầm khoảng 25 tuổi đến 30 tuổi đã bị cao huyết áp rồi. Mình mua một cái để xài cho gia đình. Đối với những dòng máy như vậy cả nhà mình nếu mà không cần phải mua hết đâu, nhưng mà ưu tiên số 1 thì nên mua cái này trước, máy đo huyết áp cái này ha. Đó, thì dòng máy huyết áp thì có cái đo cổ tay, có cái đo bắp tay và giá rẻ giá mắc như thế nào thì cả nhà mình có thể tham khảo thêm. Rồi cái thứ hai đó là cái nhiệt kế. Thường thì hồi xưa cái nhiệt kế rất là rẻ, mình hay kẹp nắp bằng cái nhiệt kế thủy ngân có tầm khoảng 17,000 thôi. Sau này có dòng máy nhiệt kế là đo trán và đo tay. Đo trán thì mình cách khoảng 1-3 cm nè, mình không cần chạm vào người khác và đo nhanh chỉ có 1 giây thôi, cứ để cái máy vô trong trán nó cứ tiếp cái là ra kết quả. Đó, thì dòng máy này những Hoàng Sơn chỉ giới thiệu những cái dòng thương hiệu thôi nha, giá tầm khoảng 1 triệu trên dưới 1 triệu. Đó, còn những cái dòng như Trung Quốc thì 200-300 ngàn cũng có, nhưng mà có thể đo không có chính xác thì cả nhà có thể xem thêm. Rồi cái này thì nếu mà mùa Covid thì cả nhà mình cũng có thể có để theo dõi sức khỏe, để xem mình có bệnh sốt hay không. Và những nơi công cộng thì bắt buộc phải xài cái này rồi. Nhưng mà giá nó hơi cao xíu ha. Và dòng máy thứ ba đó là dòng máy đo đường huyết, đo bệnh tiểu đường đó. Thì cái máy này ngoài thị trường hàng có thương hiệu mà hàng xịn á, mà để xài ổn định nha, thì giá tầm khoảng từ 1 triệu cho đến 2 triệu. Còn những dòng máy 200-300 ngàn hoặc là tặng miễn phí thì Hoàng Sơn không có bàn, tại vì cái độ chính xác tùy theo. Rồi đây dòng máy này là cần thiết nhất rồi. Và tiếp theo cái dòng máy máy xông mũi họng, thì mùa Covid cả nhà mình hay bị bệnh về hô hấp ha. Mình có thể xông để được trị bệnh, và mình phòng ngừa đó, mình có thể xông nước muối. Hoặc là nếu mà như nhà có người bị bệnh liên quan đến đường hô hấp thì mình nói bác sĩ là mình xin thuốc xong, tại nhà có máy xông thì thay vì cái viên thuốc mình uống nha, ví dụ bị viêm cổ, viêm họng, mình uống vô trong bao tử, nó thấm vô máu, nó đi ngược trở lên mới chữa thì nó rất là lâu và nó rất là nhiều công đoạn, phải không? Còn khi cái máy xông này á, thuốc nó trực tiếp nó tác động nhanh vào đây, tức tắc luôn, là ngay cổ họng, thì nó sẽ không có bị liên quan đến bệnh bao tử hay là thuốc nó bị hao phí, mà xông trực tiếp vô rất là dễ cả nhà ha. Cái này nếu mà như ở nhà mình á, thì mình có thể là mua cái nước muối để mình giống như mình xông, giống như mình xúc miệng bằng nước muối đi. Còn cái này mình xông xong mình xúc miệng nước muối thì nó nằm trong cổ họng tới đây thôi, tới trong miệng mình thôi, mình nhả ra. Còn cái này xong này á, cái dung dịch nó đánh tan thành hơi xương ha, mình hít thở hoặc là mình xông vào cổ họng, nó sẽ vô trong phổi luôn, nó sẽ tác động trực tiếp lên nó và sâu vào bên trong, thì cái hiệu quả rất là cao. Đó, nên là cái mùa Covid là bà con mình hay xài dòng này. Cái dòng tiếp theo đó là đo nồng độ oxy trong máu. Thì thường hồi xưa là bà con mình không có xài dòng này đâu, nhưng mà sau này bị liên quan đến bệnh hô hấp và Covid đó, thì rất là nhiều bà con mình tìm cái này để mình xem, mình điều trị bệnh đó, hoặc là mình theo dõi ông bà mình lớn tuổi xem có đủ oxy trong máu hay không, nhất là đối với những người bị bệnh hô hấp đó. Thì ví dụ mình thiếu oxy thì mình có thể là sử dụng cái máy chạy oxy trợ thở này nọ đó, mình để kiểm tra sức khỏe. Ví dụ ban ngày mình đủ oxy trong máu rồi, nhưng mà khi mình ngủ á, mình không biết như thế nào, thì mình có thể mua để mình kẹp cho người thân mình đó. Thì cái mức độ này là không cần thiết, nhưng mà nếu có điều kiện mình cũng nên mua cả nhà ha. Còn cần thiết nhất là khu vực bên đây. Số 1 là huyết áp, số 2 là đường huyết và nhiệt kế, và số 3 là máy xông mũi họng và cái kẹp này, và cái thứ 4 là những dòng máy ở bên đây.
Ví dụ giống như mẹ và bé thì thay vì hồi xưa mình cho bé hút sữa và sau này mẹ bận rộn đó thì mình còn dùng cái máy hút sữa mình hút để mà mình trữ trong tủ đông và sau đó mình hâm lại để cho em bé ở nhà có ông bà hoặc là có anh chị em hỗ trợ đó để cho bé sử dụng cái sữa đông lạnh đó hâm lại. Và sau này là cái máy tiếp theo là cái máy massage. Ví dụ mình bị nhức nổi nè mà mình muốn thư giãn thì dòng máy massage nó có rất là nhiều dòng máy nha. Thì có cái thì massage cơ nó rung rung bằng cái động cơ truyền thống này, để lên vai mình rung hoặc là lên tay, hoặc cái mini mình cầm mình để ốp như vậy. Cái tiếp theo đó là cái miếng dán ha, thì mình dán hai miếng trên người hoặc là dán lên vai thì nó là kích thích bằng xung điện. Nó sẽ làm cho cơ mình co thắt nhẹ đó, thì nó vừa thư giãn mà nó vừa giúp giảm tắc nghẽn. Ví dụ ông bà mình lớn tuổi hay bị nhức mỏi hoặc là mình cũng hay bị ngồi làm việc mệt mỏi nhức vai đó, giống như mình văn phòng mà mình ngồi cố định một chỗ mình thích cái vận động thì mình dán dán hoặc là mình đi xe hơi thì nó làm cho mình kích thích để cho máu huyết lưu thông không bị tắc nghẽn thì nó sẽ không có bị nhức cả nhà ha. Hoặc là cái máy massage khác là giống như mình dây đeo, giống như ở trên kênh sức khỏe thông dây hoặc sân có giới thiệu dòng đeo bụng nè hoặc đeo trên vai, hoặc là sau đó là cái ghế massage thì nó sẽ kết hợp giữa cái máy massage rung bằng động cơ rồi xung điện rồi thêm cái là hồng ngoại đó, ánh sáng hồng ngoại. Rồi tiếp theo nữa là cái dòng máy trợ thính ha, thì có nhiều loại mà như cả nhà mình biết hồi xưa đó, ông bà mình lớn tuổi bị lăn tay, lớn tuổi lăn tay thì mình đeo cái máy vô truyền con dây xuống, và sau này có những dòng máy nhỏ gọn hơn thì gắn trên bàn tay đó. Rồi giờ có máy nhỏ hơn nữa là nó hàng đậu đó, thì nhét vô lỗ tay. Thì dòng máy của Nhật nó tầm khoảng từ 1 triệu mấy là dòng máy dây đeo nha, cho đến dòng máy 2 triệu mấy là dòng máy gắn trên bàn tay, và dòng máy hạt đậu là gắn trong lỗ tai, nó rất là nhỏ. Và có nhiều dòng máy thì nó có vài trăm ngàn thôi, dòng máy Trung Quốc thì Hoàng Sơn không có tư vấn, tại vì thiết bị y tế mà nó quá rẻ, nó ảnh hưởng đến sức khỏe thì Hoàng Sơn không có tư vấn cái đó. Rồi có dòng máy mắc tiền hơn nữa thì trong các video từng chi tiết á, nhu cầu của bà con có làm trên kênh sức khỏe 60 giây đó cả nhà ha. Và bên cạnh đó thì mình có những cái giống như đèn hồng ngoại, thí dụ giống ông bà mình lớn tuổi hoặc là trẻ em thường mình hay phơi nắng, còn như ở xứ lạnh á thì mình gắn để mình sưởi ấm nè, hoặc là mình giống như cái trường hợp phơi nắng vậy, để mình vừa xoa bóp massage mà mình rọi cái đèn hồng ngoại nó vô để cho nó ấm, để cho kích thích cơ thể mình đó. Rồi hôm nay thì cả nhà mình có một cái nhìn tổng quan ngắn gọn ha. Còn cả nhà mình quan tâm về cách lựa chọn máy đo huyết áp thế nào, nhiệt kế, máy đường huyết, máy xông mũi họng, máy oxy trong máu, máy massage, massage xung điện, massage cơ, rồi cái máy hút sữa hay là máy trợ thính và rất là nhiều dòng máy khác đó, thì mình xem thêm trên kênh sức khỏe 60 giây. Đây, chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Sức khỏe là rất là quan trọng, mình phòng bệnh hiệu quả hơn chữa bệnh rất là nhiều cả nhà ha. Và đây là những cái món quà tặng tuyệt vời cho gia đình ông bà mình. Cả nhà thấy thay vì mình tặng một bữa nhậu cho đối tác, cho khách, mình tặng một cái này thì nó quá ý nghĩa luôn. Và nhất là đối với ông bà mình thì mình không có thời gian chăm sóc ông bà, mình có thể gửi cái máy này về cho ông bà đo, rồi mình có thể kiểm tra thường xuyên cả nhà ha, và phòng bệnh hiệu quả để mà ông bà mình có thể thuốc men phù hợp hoặc là biết được cái sức khỏe mình thế nào. Giống như mình phải biết cái sức khỏe mình thế nào mình mới kiên cử. Giống như bình thường mà mình ăn nhậu liên tục trong cái tuần đó, cái đường huyết mình nó quá cao đó, nếu mà mình không biết nha, mình cứ nghĩ lại thì ngày này qua tháng nọ thì cái dàn lọc trong cơ thể mình nó hư thì mình sẽ chuyển vào bệnh tim mạch nè, huyết áp nè, đường huyết nè, rất là nhiều đó. Còn cái này mình theo dõi để mình biết được cái mình dừng lại, ví dụ trong tuần đó lượng đường nó quá nhiều rồi thì mình nên dừng lại để mình cho nó giảm xuống, để cơ thể mình từ từ tiêu thụ cái đó đi. Còn như huyết áp mình nó quá cao thì mình nghỉ ngơi đó cả nhà ha. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo.